Trong lúc mình đi đái, con thanh niên leo lên nó bẻ dòng, nó trộm dừa để mình chỉnh độ sáng cho mọi người coi. Trời mẹ, nó leo lên nó chọc dừa. Trời ơi, nó leo lên nó chọc dừa. Ê, biết này của ai không? Biết này của ai không thanh niên? Trời ơi. Trời ơi. Trời, biết của ai không mà leo thoải mái quá vậy? Trời ơi, cái mặt sáng láng như điên chậm dừa. Trời ơi. Ta đi vẽ dừa chứ chậm gì cha. Mặt sáng láng như chậm dừa. Rồi chậm xong rồi uống cái gì? Nè, ăn giọng hết đi. Thằng này cũng ăn chậm dừa luôn nè. Điếc đâu điếc. Rồi giờ thi cặp dừa. Thi cặp dừa. Thằng nào thắng trước sau 1 phút là được thưởng 50.000. Con Tuấn nó cặp dừa nè. Cặp phải đập. Cặp phải đập. Đập hả? Đập lấy cái đít này, đập cái đít kia. Đập đủ. Ê, đụng ngựa hơn xe tao mày. Thôi, hết tiền rồi đó ba. Lấy cái đít đạp ông nội, cái đít cứng ngắc không đạp. Ừ. Còn thôi gấp dừa nè, bụp cái là xong rồi. Trời ơi, mấy thanh niên này khổ thiệt. Trời ơi, ui, tệ quá, chỉ cho mấy anh ơi. Không có cửa nào tệ. Ơi. Cặp cái này ra cái là ra. Rồi cặp đi. Rồi mày xài gắn thiệt hay gắn giả? Gắn. Thằng bắt trước mà đéo được á, thấy không? Mày thấy cái thằng bắt trước. Hai cái lò mày để làm cái gì? Ôi trời, mày xài gắn thiệt hay gắn giả? Con khôi. Con khôi nó mày dính cái gân trong giỏng mày máu nữa. Gì? Lủng chưa? Lủng rồi nè, tát rồi nè. Nước đầu nước. Kỹ ta. Đâu, đập tiếp trái đó luôn đi. Nước đâu? Trái đó có nước đó. Tiếp rồi. Dừa đã có nước. Trái này có nước nè. Hư rồi, trái dừa này hư rồi. Cái dừa đó hư rồi. Dừa đó hư rồi. Cải không? Rồi nước đâu? Trái đó nó hư rồi. Trái này nè. Trái đó chăn ăn rồi đó. Trái này có nước nè. Dừa tươi. Dừa tươi mà mày lắc. Má vừa tươi mà nó lắc còn hơn vừa khô. Rồi luôn. Đúng không? Vậy luôn, vừa đủ má vừa gì uống được đâu. Vừa ăn cắp. Ủa không có nước luôn hả? Vừa ăn cắp không có nước. Đâu mẹ mày đập mẹ luôn cái này. Ờ, ơi, có nước không? Có nước đâu má gì mà. Không có nước. Vậy? Rồi hết luôn rồi, không có nước. Cái vậy? Nó bị ta. Chăn ăn cũng phải có miếng. Ở mày dập dập ra tao quay coi. Kìa. Cái gì đâu. Nó bụng thế hả? Ủa rồi có cái lỗ bự dưới trong trong không? Kìa vậy. Trời ơi, đụng má. Mày mẻ ra luôn ơi, vậy coi có cái gì trống không vậy? Có chăn ăn gì không? Hay là cái tay mày đụng màu bậy màu bạ. Cái tay mày gọi vậy ra cái cây dừa nào không uống được rồi. Cái tay mày nãy ấy mày có móc gì không? Hay là chăn ăn? Không chăn ăn thấy không? Ăn. Tao nói mà thấy cái mặt trời chiều không? Ê, ê, ê. Má này giống như sáp vậy trời. Dẻo dẻo luôn nè. Ờ dẻo dẻo luôn nè. Dẻo dẻo luôn á Việt. Ừ. Không biết có sáp không chứ cũng không được rồi đó. Nhưng mà dẻo dẻo luôn nè. Vậy là cái bường bên đây mới uống được. Cái bường này. Thôi, mệt quá. Ủa, cái này dẻo dẻo luôn Quy. Cái này sáp luôn rồi đó Quy. Ờ, dẻo dẻo luôn. Nó bị nứt kìa nè. Nó không. Bị nứt nè Diệp mày.
thì nó chăn ăn mà. Rồi. Má dẻo dẻo luôn quý. Má gì sáp. Ừ. Bị chăn ăn, trái khác đi. Cái này cũng bị luôn. Này bị chăn ăn rồi. Cái này cũng bị luôn. Cũng uổng công rồi. Má biết nãy bẻ bự này trái buồn kia trái. Ê, nè nè, tao chỉ mày cây này bỏ đâu có nước. Giờ tâm quan bảo đồng có đúng sao? Gần xịt giống như cái này thôi, luôn. Thôi bà nội ơi, cao nhộng giúp leo. Ở đằng cái này luôn. Vừa đó vừa tâm quan đó. Vừa đó biết cái nước rồi. Đó chỗ mầm thịt heo đó, đừng leo. Ai dám leo cây vừa đó cao nhộng. Hồi nãy tay mày nè, mày leo lên mày, tay mày có mò gì không? Sao mày bẻ mà? Này uống không được rồi, buồn này bị hết chân rồi. Chứ người ta tự... bị nguyên hoài luôn á. Tự nhiên người ta bẻ, người ta có vừa uống mày bẻ ba trái toàn là bị chăn ăn không à. Dưỡng cấp nó vậy. Tay mày mò bậy mò bạ không. Đá làm leo đã bé uống mẹ gì được. Mà mệt không? Coi, coi chừng đừng đá ly nước tao nghe mày. Vừa chạy dưới lấy con móc móc lẹ. Ở đây không? Mấy cái này là mấy cái hột nha mọi người. Hả? À. Mấy cái hột này hồi đó đi kiếm kiếm về chơi cộm tà là gì. Còn trái này là trái trái gì quên mất mẹ luôn rồi. Trái ô môi. Trái ô môi. Cái hột này là hột ô môi ha, ngâm ra ăn rất là ngon. Đó. Rồi nó chưa bỏ cuộc nữa kìa. Sao tính kiếm trái khác hả? Tính kiếm trái khác hả gì? Kìa có cây đó gần kìa, sát bên luôn kìa. Lùm xịt luôn á. Ngay cây cộng cộng nè, tấn. Cây đó đất của người ta vậy. Của ông Việt luôn chứ đất của người ta vậy. Của mày luôn hả Việt? Bán rồi hả? Bán cho bên đâu vậy? Ủa vậy đâu có ai đây. Quất luôn đi. Ai dám chửi mày? Ai dám chửi mày? Ai đẹp trai lắm như mũi cao mà mặt mày sáng láng trắng cao. Điên cấp dừa. Cấp đâu cấp mày tao bẻ dừa. Ơi. Cấp mà ngay ba trái. Cái buồn này là mới có nước nè, buồn này tròn. Rồi lên bẻ. Vậy lên lại thử coi. Không lấy số mày nhỏ tới nỗi đó hả? Thử lại không? Thôi, mệt lắm. Sao hả? Đuối vậy hả? Má lẻ cái bà trái như nháo luôn. À, thanh niên à. Thanh niên này tới thanh niên. Mày mua số bỏ đạo không trúng. À, quên, mày nhắc cái số mới nhớ. Có mua không? Đợi. Mày có mua không? Giỏi thiệt. Kìa, bắt lên việc vợ cho nó luôn việc coi chúng không. Thôi tao không có mẹ. Mẹ mua qua nè, chưa có giò chưa qua. Số 17 có lô quá. Điện thoại tao có mạng đâu. Điện thoại có mạng mới giò được, điện thoại tao đâu. Trời ơi. Nhưng tao coi có nào trúng bỏ túi trước. Rồi bây giờ tắt đâu, máy. Số nào đâu. Giờ số. 0880. Ê 08 trúng. 08 trúng á. Hôm qua như số 08 á. Rồi đi nhậu luôn mày. Ừ. 08 cái đầu á. Chục tờ nè. Giỡn rồi mày. Được mấy tờ? Có 1 tờ à. Tờ hả? Hình như tao nhớ số 08 cái đầu á. Túi mới được. 08 cái đầu á. Ở cái đuôi rồi, số 37 phải không? 37 cái đuôi. 37 đuôi, không có. Hình như 26 trong lô có. Hình như là cái gì? Cái này 36 năm 26 97. 97 cái đầu nè. Đây bạc liêu. 97 cái đầu nè. Đâu có. Hôm qua cái đầu là 34 này bạc liêu. Bảy thôi. Thôi bây giờ mình tạm thời mình không có mẹ, cái nó mở điện thoại lên kìa. Mình ngưng nha. Tại gì vậy? Giờ mình trở lại phần 2 giỏ số. 08 có cái đầu trúng 100.000 đó mày. Giờ từ từ kéo từ từ á. Hô qua. 2 thanh niên này ghê quá. Sổ số mình nhập, kết quả sổ số miền Nam. Ừ, nó đang chạy đụng dốc ở dưới lùm.
Hay là bữa khác thôi, hình như tao nhớ 08 á, có ngày sổ 08 cái đầu á. Hôm qua không có đâu, hôm qua 69 mà. Nửa 69 đó. Khoan giờ để dò Bạc Liêu trước đi, 08 nè. Thấy chưa, 08 cái đầu thấy chưa? Đây nè. Nó của Cà Mau. Đây nè. Mau. Đây nè. Chiếu đây nè. Nó nhớ hôm kia. À vậy nhớ lộn không ơi. Má dò gì lẹ dữ vậy? Bù mới vô ba con nè, thấy không? Đức nè. 09 74 lụi rồi. Đức nè. 65 nhớ rồi kìa. Trời ơi chúng được con. Đức nè. 71 đục mới ra 17. Đức nè. 26. Trời ơi 356 526. Hay là mọi người đang biết gì, dục tiền á. 80 kìa. Rồi. 80. Nhớ ơi. 80 36 80 đúng luôn nè. Bốn con luôn nè. Mấy con? 36 80 nè. Không phóng bự lên đây, không phóng bự lên đây. Nè, 36 80 nè. 36 83 nè, 856 80 nè. Chúng được ba con. Trời ơi quá trời quá đất luôn mọi người ơi. 88. Phóng lại, phóng lại. Trời ơi, coi kìa. 42. Má 45 nó trúng đó. 17. Nhẹ 17 kìa. 40 không có cái 17 đó. Dạ rồi. Để trúng được 3 con nè mày. Nữa hả? Đó, 3 con hả? 3 con để vô tiếp. Không nghĩ nha. Rồi xong rồi đó. Tao nói mày mua số không trúng không? Tao nói mà. Tao mua còn không trúng. Bữa kia mua chục tờ. Anh này không gài trúng lộn đại không nè. Tiền là dây, ta quất đi là xong. Đâu giờ tao lụm cái số lại cho mày, mày quơ giống như tiền nãy mày quơ vậy, mày giục vậy đó Tấn. Đâu có, mày quơ lên giống như là số này tôi thua rồi, bây giờ tôi dục nè. Nè Tấn. Nè cầm qua đứng nộn qua đây. Dục ở đâu? Nè dục lên, mà dục lên chơi nó khoan, để tao lấy wheel đẹp. Ừ, tao lấy wheel đẹp cho mày nè. Tao ghép tiền là thấy thôi, đời là thấy thôi cho mày khoan à. Lấy wheel đẹp. À rồi, wheel đẹp nè. Rồi. Trời ơi. Đang quay mà. Trời ơi. Đời là lâu hả? Rồi bây giờ ghép đời là thế thôi được không? Ừ, đúng rồi. Ok à. Đời là thế thôi hay là tiền là thế thôi? Đời là thế thôi được. Được à. Tới công chuyện luôn. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người nha. Công nghiệp cái lô lớn người ta bán cái gì vậy? Nó dọn rồi hả?